Trân trọng kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Mở đầu là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ukraine từ ngày 12 đến 13 tháng 11, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với ông Viktor Pesoka, Tổng viện Công tố Cộng hòa Ukraine. Tạo việc làm cho lao động nông thôn đang là vấn đề được các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã khuyến khích người dân phát triển các mô hình thủ công và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại tỉnh Kiên Giang. Kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống viêm phổi ngày 12 tháng 11 hàng năm, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới và Liên minh toàn cầu về phòng chống viêm phổi đang kêu gọi nỗ lực phòng chống viêm phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi. Kết thúc ngày họp đầu tiên của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurogroup tại Bruxelles, Bỉ ngày 12 tháng 11, các chủ nợ quốc tế đã nhất trí gia hạn thời gian cho Hy Lạp thêm 2 năm để thực hiện các mục tiêu ngân sách. Tuy nhiên, Hy Lạp sẽ không nhận được khoản cứu trợ khẩn cấp nào vào lúc này, dù Athens đang sắp cạn kiệt ngân sách. Ngày 13 tháng 11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Đầu phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Xây dựng Trình Đình Dũng tiếp tục trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội từ cuối giờ chiều ngày hôm qua. Vấn đề an toàn cho Thủy điện Sông Chanh vẫn là vấn đề nóng được nhiều đại biểu chất vấn. Đại biểu đặc biệt quan tâm tới độ an toàn của công trình và đề nghị Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng có những cam kết cụ thể. Trên quan điểm của Chính phủ và quan điểm của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước của Bộ Xây dựng là phải tập trung để xử lý mọi vấn đề mà có liên quan đến an toàn và lấy cái an toàn là cái nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ số 1. Không thể để mất an toàn đập thủy điện. Và đó cũng là một cái yêu cầu để an dân. Trước những băn khoăn của nhiều đại biểu về vấn đề sản xuất xi măng của thị trường trong nước, Bộ trưởng Trình Đình Dũng đã có những phân tích cụ thể của thực trạng này. Nguyên nhân chính ở đây thì chính là do, thứ nhất là do cái vốn của chủ sở hữu của những nhà đầu tư rất là thấp. Trong khi đó thì lãi vay cao, dẫn đến cái chi phí tài chính trong giá thành sản phẩm xi măng lớn, rất là lớn. Cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái đầu ra của sản phẩm. Và do đó nó không hiệu quả, nó bị lỗ. Vấn đề nữa tức là cái sản xuất xi măng thì không phải là thế mạnh của những cái doanh nghiệp đang đầu tư hiện nay, không chuyên nghiệp. Hiện nay thì Bộ Xây dựng chúng tôi đang hoàn thiện cái đề án tái cơ cấu ngành đối với xi măng theo cái hướng là phân loại các doanh nghiệp xi măng, phân loại ra để có các giải pháp phù hợp. Nhiều ý kiến cũng đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp cụ thể của Bộ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát biểu kết luận nội dung phiên chất vấn, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ Xây dựng cần có những giải pháp cụ thể và quyết liệt để giải quyết các vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn. Bộ trưởng phải tiến hành các biện pháp cần thiết để ngay lập tức ra lại quy hoạch tổng thể về các đô thị trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng có cái kế hoạch để tiến hành rà soát tổng thể công tác quản lý quy hoạch, lập quy hoạch, xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch trên phạm vi cả nước, để từ đó có những cái chấn chỉnh cần thiết trong công tác quản lý quy hoạch. Phải tiến hành tái cơ cấu tổng thể các doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây dựng quản lý. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu rõ cần tạo cơ chế cạnh tranh, tăng sức cạnh tranh của ngành xây dựng và đề nghị Bộ Xây dựng cùng Chính phủ triển khai các công việc đã nêu tại phiên chất vấn ngay sau kỳ họp này kết thúc. Ngay sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình là thành viên Chính phủ thứ ba đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình Thủy điện Đồng Nai 6 đưa vào vận hành năm 2015 và Thủy điện Đồng Nai 6A đưa vào vận hành năm 2016, tuy nhiên, hai dự án này đã trải qua hơn 6 năm chuẩn bị do còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là việc đánh giá tác động môi trường. Để có cái nhìn khách quan về vấn đề này, phóng viên truyền hình Thông Tấn đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thủy điện, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương.
Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng cái dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thì đã vướng vào cái khu vực rừng quốc gia Cát Tiên nên không thể cho triển khai. Vậy ý kiến của cá nhân ông về vấn đề này như thế nào ạ? Đối với hai dự án này thì các cái quy hoạch bậc thang sông Đồng Nai thì được phê duyệt trước khi có nghị quyết 49 của Quốc hội. Nhưng mà sau khi trong quá trình triển khai chưa quyết định đầu tư thì hai dự án này thì có nằm trong các tiêu chí của nghị quyết 49 Quốc hội. Do đó là hiện nay thì các bộ và chủ đầu tư cũng như chính phủ đang chỉ đạo thực hiện các cái bước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này thì là hiện đến thời điểm này Bộ Tài nguyên Môi trường đang thẩm định cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án. Để theo đề nghị của Bộ Công Thương thì cái báo cáo này sẽ được trình Chính phủ. Mà cũng lưu ý rằng là trong quá trình phê duyệt trước đây chúng tôi cũng biết rằng là hai cái dự án thủy điện này có cái ảnh hưởng đến vườn quốc gia Cát Tiên, cho nên là trong quá trình phê duyệt chúng tôi đã yêu cầu là chủ đầu tư phải lập báo cáo đánh giá môi trường mà phải được phê duyệt trước khi quyết định đầu tư dự án. Thì cái việc này hiện nay đang triển khai nghiên cứu. Nhiều phân tích thì tỏ ra lo ngại trước cái vấn đề an toàn của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Và ví dụ Nhãn Tiền là hiện tượng động đất xảy ra liên tiếp tại thủy điện Sông Chanh 2 trong thời gian vừa qua. Về vấn đề này thì ông đánh giá như thế nào ạ? Trước hết là phải phân tích sự khác nhau giữa thủy điện Sông Chanh và thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Hai cái khu vực khác nhau, hai cấu trúc địa chất khác nhau và hai cái quy mô khác nhau. Thủy điện Sông Chanh thì chiều cao của nó gần 100 mét, nhưng thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A chiều cao chỉ trên dưới 40 mét. Thì qua thời gian vừa rồi, thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 cũng chiều cao rất lớn, các hàng trăm mét, trên trăm mét ở gần khu vực trên sông Đồng Nai, nhưng mà hiện nay cũng chưa thấy có hiện tượng động đất nào đáng kể. Tất nhiên là trong quá trình xem xét dự án, đánh giá dự án thì tư vấn thiết kế cũng và chủ đầu tư phải quan tâm những vấn đề này để đánh giá cho nó kỹ hơn. Thì với quy mô nó thấp như thế này thì cái động đất kích thích thì khó xảy ra. Tất nhiên mình không thể loại trừ được, bởi vì khi mà người ta lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, người ta phải khảo sát chi tiết cấu trúc, địa chất ở khu vực đó thì mới có thể gọi là đánh giá một cách dự báo được. Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM của dự án thì đã đủ thuyết phục, đảm bảo rằng không ảnh hưởng tới cái môi trường thiên nhiên cũng như đời sống kinh tế xã hội của các địa phương hay chưa? Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì hiện nay đang được Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định và có hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên Môi trường thì đang thẩm định và đang tiến hành đi khảo sát thực địa cũng như là lấy ý kiến các bộ, các ngành và các địa phương, không những của Đồng Nai, Lâm Đồng, rồi Đắk Nông, Bình Phước và có thể lấy ý kiến cả phía hạ du nữa. Và về phía các bộ thì kể cả Bộ Văn hóa về các vấn đề liên quan di sản, quá trình thẩm định thì chưa kết thúc. Hiện nay thì các ý kiến chuyên gia thì cũng chưa tổng hợp lại, cho nên là tất cả các vấn đề thì thuộc thẩm quyền quyết định. Thứ nhất là hội đồng thẩm định người ta sẽ đánh giá về cái báo cáo như thế này thì thuộc về chuyên môn. Và cái thứ hai nữa, thẩm quyền quyết định cuối cùng có thông qua, có báo cáo được chính phủ hay không thì thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn trên kênh truyền hình Thông Tấn. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ukraine từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam do đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với ông Viktor Pronska, Tổng viện Công tố Cộng hòa Ukraine. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận các biện pháp phối hợp hành động trong lĩnh vực kiểm sát và thi hành án tại mỗi nước. Lãnh đạo hai viện kiểm sát và công tố cũng đạt được thỏa thuận hỗ trợ nhau trong xây dựng các văn bản pháp luật, nhất là hiến pháp, đào tạo chuyên gia, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng đạt được sự nhất trí cao về việc phối hợp bảo vệ công dân hai nước đang sinh sống làm việc trên lãnh thổ của nhau. Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự giúp đỡ của Ukraine đối với Việt Nam trong việc xây dựng bộ máy tổ chức và đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm sát, bày tỏ hy vọng Ukraine với tư cách là thành viên Hiệp hội chống tham nhũng thế giới và Hiệp hội Công tố thế giới tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam tham gia các tổ chức này. Sáng nay, Hội thi điều lệnh các cơ quan Bộ Quốc phòng năm 2012 đã khai mạc tại Hà Nội. Dự và phát biểu chỉ đạo hội thi, trưởng ban tổ chức đã yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy chế, các cơ quan sau khi thi cần rút kinh nghiệm, đề xuất những biện pháp chỉ đạo xây dựng chính quy, huấn luyện, chấp hành điều lệnh trong những năm tới một cách thiết thực, hiệu quả.
các cơ quan cũng cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, đưa công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh ở các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng đi vào nền nếp, vững chắc, làm mẫu cho các đơn vị trong toàn quân học tập và noi theo. Tham gia hội thi gồm 7 đơn vị với các nội dung: điều lệnh đội ngũ tập thể, kiểm tra nhận thức về điều lệnh và các văn bản chỉ thị, hướng dẫn xây dựng chính quy, quản lý và chấp hành kỷ luật quân đội, thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Hội thi nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, chấp hành điều lệnh của các cơ quan Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo huấn luyện cho cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược trong những năm tới. Tạo việc làm cho lao động nông thôn đang là vấn đề được các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã khuyến khích người dân phát triển các mô hình thủ công và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên truyền hình thông tấn tại tỉnh Kiên Giang. Thời gian trước, cứ thu hoạch xong vụ lúa, anh Lưu Hữu Chí ở ấp 5, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang lại đi làm thuê ở nơi khác. Cuộc sống xa nhà, công việc không ổn định là điều anh Chí luôn trăn trở. Vì vậy, anh đã trở về quê hương và chọn nghề đan lát để phát triển kinh tế gia đình. Công việc này đã mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 9 triệu đồng một tháng. Đi bằng mướn bên thuê, ở đâu cũng có đi hết trơn á, vì mình nghèo mà. Cái thời gian có cái máy này cũng như ổn định đó, gia đình không có đi đâu nữa. Vợ chồng cũng gắng làm, nhưng người nuôi con nó dễ hơn, cũng như mình không có đi xa. Với chính sách hỗ trợ nông dân phát triển ngành nghề thủ công, Trung tâm Khuyến công tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ 70% số vốn để các hộ mua máy tuốt nan. Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp này mà sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, năng suất lao động càng cao, từ đó tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn những lúc nông nhàn. Trong ấp, trong xã cũng quan tâm, cũng như hỗ trợ cho một cái máy được giót nan này, bây giờ cũng gia đình cũng làm bất lẽ. Cũng vừa có máy này thì mình làm đâu sao kịp, bắt buộc phải mướn người ta. Tới đây thì hội nông dân xã sẽ đề nghị với chính ấp cố gắng là vận động một số hộ là để cho anh Chí này dạy cái nghề, nâng cái tổ làm này lên, cho dạy thêm một số bà con nâng cái tay nghề lên để thành làm có tổ hợp tác. Có thể thấy tạo việc làm cho lao động nông thôn ngay tại địa phương là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Chủ trương này đã góp phần tạo ra thu nhập ổn định cho người lao động, giúp người dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng quê nhà. Kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống viêm phổi, ngày 12 tháng 11 hàng năm, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới và Liên minh toàn cầu về phòng chống viêm phổi đang kêu gọi nỗ lực phòng chống viêm phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Chỉ tính riêng năm 2011, bệnh viêm phổi đã cướp đi 1,3 triệu sinh mạng và là nguyên nhân dẫn đến 1/5 ca tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, bệnh viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em ở Việt Nam. Mỗi ngày có tới 11 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì viêm phổi. Theo Liên minh Toàn cầu về phòng chống viêm phổi ở trẻ em, các lãnh đạo và nhà tài trợ trong nước cần ưu tiên những nỗ lực và đầu tư vào các can thiệp đã được thử nghiệm thành công. Trong đó có tiếp cận với vaccine, điều trị kháng sinh thích hợp, cải thiện điều kiện vệ sinh, thúc đẩy các thực hành tốt như nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, thường xuyên rửa tay, sử dụng bếp sạch để giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp và viêm phổi tới 15 lần. Nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ lại thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hiểu biết hơn về các triệu chứng của viêm phổi, kết hợp với việc tìm kiếm sự giúp đỡ và tìm hiểu cách thức phòng chống viêm phổi thông qua tiêm chủng và cho con bú, có thể giúp ích rất nhiều trong việc giảm thiểu những bệnh tật ốm đau và những trường hợp tử vong đáng tiếc.